chiều bên sông thấp thoáng ai đưa con đò, tiếng đàn bầu nao lòng người xa cô hương. Nhà bên sông có một người lặng lẽ, mắt nhìn theo bóng người cuối chân đê. Phận hồng nhan có mấy ai an lành, cuối dòng đời xuôi ngược cùng hư không. Giữa dòng trôi biết đâu bên trong bên đục, tiếng hò nghe nghẹn lòng bến sông xưa. Vẻ mặt anh như vậy là sao? Anh cảm thấy không vui khi qua đây chăm sóc hai mẹ con tôi hả? Thôi vậy thôi anh đi đi. Nó đang có thai nên rất hay cao có khó chịu. Con ráng chiều nó đi nha, vì dòng dõi gia đình mình. Bà thiệt là đáng ghét. Tèo đang nói ai vậy? Thì bà ba chứ ai. Hết hành hạ bà hai, giờ tới hành hạ mợ hai, rồi bây giờ hành hạ cậu hai luôn. Hết đó hả? Chưa bóp cái này rồi tới nắm cái kia. Đúng là quá đáng mà. Thì chắc là cũng tại vì bây giờ mợ ấy đang mang thai đứa cháu đầu tiên của gia đình nên được cưng như vàng, rồi muốn cái gì thì được cái nấy đó mà. Mà ông trời bất công quá à. Tại sao một người hiền lành tốt bụng giống như bà hai á thì lúc nào cũng phải chịu cực chịu khổ, còn như bà Mai hả thì sung sướng. Đúng là bất công. Sen. Gì? Anh thấy dạo này em hơi khó tánh. Khó tánh gì? Chẳng qua là tôi cũng là phận phụ nữ nên tôi hiểu. Tôi thông cảm cho bà hai thôi. Đúng không bà Năm? Đúng rồi. Bà Năm. Mày á, mày ưa kiếm chuyện với nó quá. Mệt à. Chiều nay hai bà ấy sẽ lên chùa. Cậu cho người xử hai bà cho tôi. Cậu yên tâm đi, cậu cứ ở nhà mà để tôi tốt. Nhớ là cẩn thận đó. Tôi biết rồi. Tôi đi nha. Ủa Mai, con đi đâu vậy? Con ở nhà buồn quá, con tính đi ra ngoài chơi một chút. Thỉnh thoảng đi ra ngoài cũng tốt cho thai nhi đó. Để má kêu con Sen nó hầu con nghe. Hả? Sen à, thôi đi theo hầu mợ ba nghe. Con nhớ là phải chăm sóc cho mợ ba cẩn thận đó. Thôi má, con đi một mình được mà. Không có được, bây giờ con đang mang thai. Con có biết không, đi là phải có người chăm sóc cẩn thận, chứ không lỡ mà có mệnh hệ gì thì không có tốt đâu. Má ơi, con lớn rồi chứ có phải là con nít đâu mà đi theo. Con à, con có biết bây giờ con quan trọng với gia đình này lắm không? Nếu như mà con có chuyện gì á thì cha con sẽ trách mắng là gia đình này không có biết chăm sóc cho con cẩn thận. Thôi mệt nó quá, khỏi đi đâu nữa luôn đi. Trời, con nó có bầu mà nó đi kìa. Trời ơi. Xin phép bà con xuống. Mệt ghê á, đi đâu cũng bị bực mình. Làm cái gì mà mặt bay coi bộ bực mình dữ đà. Con phải dọn đồ đi khỏi căn nhà này mới được. Hả? Bay bị khùng hả? Đi đâu? Má coi đó, bây giờ tôi làm cái gì cũng không được. Đi đâu cũng cho tôi đi, lúc nào cũng kè kè theo. Như vậy sao tôi chịu nổi? Trời ơi, bây giờ bay là cái viên ngọc quý của cả gia đình này, nên được mọi người quan tâm là phải ra. Quan tâm kiểu đó sao tôi sống được?
Biết vậy tôi khỏi có thai luôn cho rồi. Tôi muốn đi đâu đi, muốn làm gì thì làm, khỏi ai nói đến tôi hết á. Má, mà má là người mở đường cho tôi, vậy giờ má có cách gì giúp tôi không? Chứ mà tôi ở trong nhà như vậy hoài, mai mốt chắc tôi điên luôn á. Nói thiệt với anh chứ, em bây giờ em không khác gì tù nhân hết. Muốn đi đâu cũng có người đi theo, chán muốn chết luôn vậy đó. Anh biết là em rất khổ, nhưng mẹ phải cố gắng lên, vì tương lai hạnh phúc của tụi mình mà. Bữa nay mà không nhờ má Tư hả, là em khỏi ra đây gặp anh luôn. Rồi bà đâu rồi? Má Tư đi chợ rồi. Một canh giờ sau má quay lại đây rồi cùng em đi về. Mỗi lần á, về căn nhà đó em thấy mệt lắm. Nếu mà không vì anh nữa hả, em đã bỏ nhà đi từ lâu rồi. Thôi mà, nè, nghe anh nói, em phải cố gắng lên, vì hạnh phúc tương lai của tụi mình. Bây giờ em thử nghĩ đi, đứa con của mình sẽ thừa hưởng gia tài của ông hội đồng, rồi sau này tụi mình sẽ được hưởng thụ cái gia tài đó. Em nên nghĩ cái vấn đề lớn hơn chứ. Đúng là nuôi ông tay áo. Tao sẽ không để cho tụi bay có cơ hội thực hiện được điều đó đâu. Con của cha. Mấy cái cây này hồi trước đem về á, èo uột, héo queo héo quắc à, giờ nhìn xanh nhìn mát còn mắt ghê vậy á. Thì tại mình tưới nó đủ nước thì nó xanh tốt là chuyện bình thường thôi mà. Bà, nhưng mà sao con thấy một số người á cũng sống những nơi thanh tịnh, được chăm sóc đầy đủ nữa, mà sao họ không tốt lên hả bà? Thì là do trái tim của họ quá khô cằn, có tưới ở bên ngoài cũng không cải thiện được gì đâu con. Dạ. Á, mợ hai tới rồi. Con chào má cả. Con chào mợ hai. Vô đây con. Muội. Dạ. Muội giúp tôi đem vỏ trái cây này mang vô cúng chùa nha. Dạ. Cảm ơn muội. Ủa, con, cái tay của con bị sao vậy nè? Dạ, không có gì hết má. Con, tại con sơ ý nên để bị phỏng thôi à. Bộ ở nhà có chuyện gì hả con? Dạ không á. Anh Sanh, anh hiểu lầm con với anh cả. Con thấy buồn quá má. Là vợ là chồng sống chung với nhau bao nhiêu lâu nay mà anh không có tin con. Mà con à, cũng tại thằng Xanh nó thương con quá cho nên mới vậy thôi. Con đừng có buồn nữa. Con đừng có mà suy nghĩ nhiều, cho mọi việc nó nặng nề thêm thôi con. Má thấy trước đây con luôn sống hồn nhiên vô tư, thẳng thắn hòa đồng với mọi người, mà gần đây con sống kiểu như là chịu đựng, ôm trong lòng một cái gì đó, cho nên con cứ luôn phiền muộn ưu tư à. Con cũng không biết nữa, không hiểu lý do tại sao bây giờ con lại trở nên như vậy nữa má. Con à, quan trọng là con phải biết cái gì tốt cho mình, tốt cho thằng Xanh và tốt cho mọi người xung quanh con. Má nghĩ nếu con quay về sống với cái tính tình như trước đây thì mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều con à. Bà cả nói đúng rồi đó mợ. Con thấy mợ hai ngày trước và bây giờ khác nhau nhiều quá. Con với mọi người á thì thấy mợ hai như ngày trước thì sẽ tốt hơn á, lúc nào cũng hồn nhiên, vui tươi, với lại không sợ bất cứ điều gì hết trơn á. Cảm ơn muội nha. Thôi đi vô đi con. Dạ.
Nè, bay á, có bao giờ nghĩ một ngày nào đó má con bay với thằng Lợi sẽ trở thành người thừa hưởng gia tài của nhậm hội đồng không? Sao má lại nói vậy? Con chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó hết. Thiệt vậy hả? Nếu phải nói tới người hưởng gia tài thì phải nói tới má Tư mới đúng. Má là một người vừa thông minh vừa tài giỏi. Nếu mà không nhờ có má thì làm sao con với anh Lợi có được ngày hôm nay? Tụi con á sẽ ủng hộ má hết mình. Cô cũng biết cách ăn nói lắm. Nhưng mà cô nói là không thèm tới gia tài thì cũng thật khó tin. Má nghĩ nếu con quay về sống với cái tính tình như trước đây thì mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều con à. Con với mọi người á thì thấy mợ hai như ngày trước thì sẽ tốt hơn á, lúc nào cũng hồn nhiên vui tươi, với lại không sợ bất cứ điều gì hết trơn á. Đúng, mình phải trở lại là mình của ngày trước. Trời ơi, nóng quá à. Trời gì mà nóng dữ vậy không biết nữa. Thì mới đi ở ngoài về, nóng là phải rồi. Ồ mà thôi, trời nóng uống trà nó chắc chết. Sen ơi! Dạ. Mày lấy cho tao với má Tư ly nước mát coi. Trời ơi, khát muốn khô cổ họng rồi nè. Dạ, con đem lên liền. Dạ, con mời bà Tư, con mời mợ ba. Mày lấy cái quạt mày quạt cho tao coi. Nóng quá à. Dạ. Con chào mợ. Đi đâu về mà không thưa không gửi về ai hết vậy cô? Thưa má Tư, con mới về. Ủa, cô đi đâu vậy? Dạ, con đi lên chùa thăm má cả. Con cũng đi có chút xíu thôi à, tại thấy trời còn sớm. Dạo này á, đúng là cô cũng có nhiều cái lý do quá ha. Đi thăm người này, thăm người nọ. Đi thăm gì mà giờ này mới về còn kêu sớm. Cũng còn sớm mà má Tư, tại con có ít đồ đưa cho má cả thôi mà. Hey, cô đừng có quên á, cái nhiệm vụ của cô á là phải chăm sóc má con tôi. Cô có đi ra ngoài như vậy á, lúc tôi cần tôi biết kêu ai. Nè, tôi á là tôi biết tôi có nhiệm vụ lo khẩu phần ăn cho cô, nhưng mà không có nghĩa là tôi là kẻ hầu người hạ của cô. Cô làm ơn đi, cô nhớ cho kỹ nha. Cô... Nè cô, cô nói như vậy á là chẳng khác nào cô đang chống đối lại chồng của cô. Chính thằng Xanh nó nói á là cô phải có nhiệm vụ chăm sóc cho mẹ con Mai, chứ không phải là tôi hay là ai ở trong nhà này hết trơn á. Má Tư à, con biết là con cần phải làm cái gì cho nó đúng mà. Má đâu nhất thiết phải lôi chồng con ra để mà nói đâu. Trời trời, trả treo nữa hả? Miệng lưỡi của cô cũng sắc bén lắm đà. Nè, tự nhiên tôi thấy thèm cháo bào ngư quá à. Cô xuống nấu cho tôi đi. Thôi được rồi, cô thích ăn cháo chứ gì, tôi sẽ nấu. Khoan đã, cô nhớ thêm nấm đó. Cháo thêm nấm ha, tôi biết rồi. Nè, gì nữa? Cô nhớ thêm chân gà nữa, tự nhiên tôi thấy thèm chân gà. Được rồi, tôi sẽ thêm nấm với chân gà. Vậy ha. Còn nữa, nhớ nấu cháo á không được nhừ quá, không được lỏng quá, cũng không được đặc quá. Nấu sao cho ngon là được. Được mà, tôi sẽ nấu không lỏng không đặc, thêm nấm với lại thêm chân gà nữa. Nè, cô thích ăn gì nữa không? Tôi sẽ làm luôn một thể. Tạm thời cứ như vậy đi. Cô cứ mần như vậy cho tôi, tôi nhớ thêm cái gì tôi sẽ dặn thêm. Được thôi, tôi đi xuống nha. Tư má Tư con đi. Nè. Dạ. Thôi mày đi vô đi. Trời ơi, quạt cái gì mà không mát hết trơn à.
Má, má có thấy bữa nay con lụa có gì đó khác khác không? Cho dù nó có khác hay là nó muốn giở trò gì đi nữa, thì nó cũng không mần sao bằng được đứa con trong bụng bay đâu. Hiểu chưa? Nè. À, dạ mợ. Cho tôi mượn cái bếp một chút nha. Dạ dạ dạ, mợ cứ dùng tự nhiên đi mợ. Thiệt tình luôn á. Xen không hiểu là hả, bà mợ ba đó mới tìm đâu ra nhiều chiêu để mà hả hành hạ người khác như vậy luôn á. Cậu hai mình như vậy là bất tài. Tự nhiên cái thực hiện cái kế sách của mợ ba làm chi? Bây giờ hành hạ mợ hai này thấy không? Trời ơi, có gì đâu. Người chung một nhà mà, có gì đâu mà phải chấp nhất chứ. Ủa? Mợ, mợ lấy bếp để là mợ làm gì vậy? Dì ba, dì muốn ăn cháo bào ngư với lại chân gà, cho nên tôi xuống đây tôi nấu cho dì nè. Mợ, mợ có cần Xen giúp gì không? Có chứ. Vậy phụ tôi nha. Lấy giùm tôi nấm đi rửa nè, với chân gà nữa. Còn bao nhiêu để tôi tự làm Xen cho. Xen biết rồi. Cảm ơn nha. Rồi để đó đi. Gạo với củi để con lo. Cảm ơn Tèo. Thằng Lợi giờ đã phản lại mình. Nó có con Mai và đứa con làm chỗ dựa, nên mình cũng không dễ gì mà hất cảnh nó. Mình phải mau chóng kiếm thêm người đồng minh thì mai ra. Con à, con với con lụa làm sao rồi? Cũng vậy à cha. Con à, gì thì gì, con với thằng Bình á cũng là anh em một nhà, phải biết thương yêu nhau, nhường nhịn nhau. Thằng Bình vốn sanh ra nó đã thiếu may mắn từ nhỏ, lại sống xa gia đình nữa, bây giờ nó mất mẹ nữa, nên nó là trái tính trái nết đó con. Con phải hiểu và nhường nhịn cảm thông cho nó. Thực sự lúc nào con cũng muốn nhà mình êm ấm hòa thuận hết. Con đâu có muốn gây gổ gì với anh Bình đâu. Nhưng mà anh ấy luôn có những thái độ và cái hành động với lụa nó quá mức, cho nên con không thể nào mà nhịn được. Cha biết là con tức lắm. Nó trái tính là ở chỗ đó đó. Còn trái nết nữa. Chè đây, chè đây. Dạ thưa cha. À, con mời cha với anh ăn chè. Hôm nay con nấu món chè này ngon lắm á. Còn nóng hổi à, cha ăn đi cha. Chè thơm quá. Anh ăn đi. Ngon lắm. Con nấu dưới bếp còn nhiều lắm, cha ăn hết đi, rồi con xuống múc nữa nha. Thôi để cha vào trong cha ăn. Hai đứa con nói chuyện đi ha. Gì vậy? Bộ mặt em dính lợn nghẹ hả? Hả? Dính ở đâu hả? Không phải dính lợn nghẹ, mà là dính một cái nụ cười. Ê nó nghe nè, hôm nay có ăn trúng cái gì không mà sao lạ vậy? Trúng gì đâu. Thật sự chứ bữa giờ em thấy em gồng quá, không có thoải mái gì hết á. Kể từ hôm nay em bỏ qua hết đó, em sống lại đúng bản chất của em, như vậy em nghĩ sẽ vui hơn. Ừ, vậy đi cho nó vui. Nè, ăn đi. Cảm ơn nha. Ăn đi cho nóng. Ngon không?
Ngon bất ngờ luôn. Nhưng mà bất ngờ hơn vẫn là em. Anh không thể nào tưởng tượng em đã trở về là em của ngày xưa. Ngon chứ gì. Ừ. Ở dưới bếp còn nhiều lắm. Ăn hết đi. Ăn nữa thì xuống dưới lấy à nha. Ừ. Sao hôm nay lại dễ thương lạ thường vậy trời. Tao. Nó nghe. Cậu kêu con hả cậu? Đây. Dạ. Mày thấy mợ hai của mày hôm nay có cái gì đó khác lạ thường lắm không? Con thấy bình thường mà. Có khác lạ lắm. À đúng rồi. Hả? Mợ của con bây giờ. Ừ. Mới đúng là mợ của ngày xưa. Trời ơi, hôm nay tự nhiên mày hát tao thấy hay quá Tèo ơi. Hey, con hát của cậu nghe nữa nha cậu. Thôi được rồi, một câu thôi. Tao đang vui cho nên tao khen mày vậy thôi. Mày đừng có hát nữa. Đi vô giùm tao một cái đi nha. Vậy thì con xin lỗi. Tao nói rồi một câu thôi. Câu thứ hai là nó trớt quớt hả? Đi vô đi ông nội. Cậu dùng chạy ngon miệng cậu. Thật. Hiểm nguy. Dạ thi. Đã đến lúc mày xuống bầu rồi. Đối mặt với tử thần. Tên hung thủ chính hắn. Bản lĩnh kiên cường ấy đã khuất phục bản năng nguy hiểm. Tội phạm giết người đều có mặt khuôn mặt rất là ác và có ác cảm với người xung quanh. Chết đi. Với Gió Thành Tâm, Lê Bê La, Hòa Hiệp. Đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bản Năng Nguy Hiểm 19 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 trên truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 năm 2016.